Vito Bimbi Sono giúp bé ngủ sâu giấc tự nhiên. Vẫn ăn uống bình thường luôn á, mà em khó bị nghén. Lại thêm một người không nghén nữa, xin vía đứa nữa đi. Cái việc mà em có bầu và em sinh con á là chỉ có gia đình và bạn bè, người thân biết thôi. Còn lại là mọi người đều không biết. Mọi người hiểu cái cảm giác mà khi mà mình có bầu, mình thấy người khác, người lạ là mình lại phải trốn. Chị hối hận nhất là tại vì em làm việc nặng quá nhiều, cho nên hai bé bị sinh khá là sớm. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Hồi Chị Làm Mẹ. Và để hòa cùng với bầu không khí Tết, Thanh Trần ngày hôm nay đã diện cho mình một chiếc áo dài vô cùng nền nã thướt tha. Và trong chương trình này cũng không thể thiếu sự đồng hành của chị Phương Min. Xin chào mọi người. Trời, hôm nay là Phương Min rất là vui để tiếp tục đồng hành với lại bé Thanh Trần. Thì hôm nay không biết là khách mời của chúng ta sẽ là ai đây ta? Chị ơi, khoan, hãy nói tới khách mời. Chị ngày hôm nay cũng mất một cái áo dài màu hồng quá là keo luôn nè. Chị lúc nào cũng màu hồng mà, nhưng mà chị không ngờ là hôm nay em cũng hồng luôn. Chứ sao chị, em thấy yêu đời lắm, cuộc đời em bây giờ đang có màu hồng đó chị. Đẻ có bầu nữa hả? Nữa đi, vậy đi. Tự nhiên nói là thấy yêu đời. Nhưng mà cũng có một người cũng màu hồng, biết đâu người đó. Người đó cũng yêu đời như em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự hiện diện của khách mời ngày hôm nay. Ta-da! Xin chào mọi người, chào chị Phương, chào chị Thanh. Em là Cindy, em là mẹ của hai em bé và mọi người thường hay nghe đến em với cái tên là Cindy Lư. Cindy Lư là một diễn viên, doanh nhân và là mẹ của hai nhóc tì đáng yêu cùng với chồng cũ Hoài Lâm. Hiện tại cô là mẹ đơn thân, hãy cùng cô chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình nhé. Chị Cindy Lư, sao chị trẻ quá vậy? Mà chị lớn em đúng không? Lớn chắc lớn hơn 1 tuổi, nhưng mà chị vẫn có cái thua em mà. Thua là thua đẻ thôi. Nhắc một cái nghĩ gì đó, cái gì luôn á. Thật ra là từ đó giờ em vẫn luôn nghĩ là mình là cái người nắm giữ con số ở đây nhiều nhất đó. Nhưng mà lại có người vượt mặt rồi. Hy vọng là trong tương lai sẽ còn gặp nhiều nữa. Và trong chương trình này, tôi luôn luôn là người bị xài xể nhiều nhất. Vì tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng vẫn luôn là người có giao diện già nhất. Và hôm nay lại tiếp tục như vậy, em vẫn luôn luôn già hơn hai chị. Không hiểu vì sao. Đúng rồi, em 97, còn tụi chị là cỡ 95-90. Mà 97 phải lớn hơn 95-90 rồi, theo con số là phải lớn nhất rồi. Chị tức chị quá chị ơi. Xoáy vô đó đi chị. Xoáy hoài à, chị đừng có nói chị 90 nữa đi. Không, nhưng mà nhìn vẫn trẻ mà. Vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung mà. Tụi mình vẫn còn ngon quá em ơi. Vẫn đẻ được, không sao. Đúng rồi. Nhưng mà chị xin đi lưu nè, quan trọng là chị nè. Quá ngon. Nhưng mà sao mà hôm nay tụi mình matching nhau dữ vậy? Không hẹn mà gặp ha. Ừ. Không biết hồi con gái chị như thế nào ha, cũng tươi rói rói giống vậy. Em không hiểu tại sao nha, nhưng mà có một cái điều nó khá là đặc biệt là khi mà em có con xong rồi á, cái số ký của em nó còn ít hơn là lúc em chưa có con nữa. Ồ, chuyện lạ nha chị. Em không hiểu luôn mà. Ê, vậy nên có vui đó. Cái điều mà khi mà mang bầu á, mọi người nhìn sẽ không biết là em mang bầu luôn. Lúc mà em gần sinh rồi á, là cái bụng của em nó cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Tại là mở bụng thôi đúng không chị? Là bự cỡ em như giờ nè, phải không? Tại lúc này là gần đẻ luôn rồi. Lúc này gần đẻ hả? Ủa? Ủa? Đúng quá. Lúc này là gần đẻ của chị luôn rồi đó hả? U là trời. Nhưng ủa mà sao vậy? Ủa sao tự nhiên làm vậy vậy? Làm vậy làm sao chị? Mình thì... giấu nó vô đi. Không, thật là không giấu được chị ơi. Hết vô thôi, hết vô em ơi, hết vô, hết vô. Nè. Là hết vô rồi hả? Là hết vô rồi. U là trời, con chị nín thở nãy giờ. Hai con kìa. Chị là cũng... Ê hả hả, chị đang nín thở đó mọi người. Tình dí hóp à. Vô. Thôi thì để mở đầu cho hashtag ngày hôm nay, giữa ba cô gái rất là hồng như thế này, thì không biết hashtag đầu tiên là gì ạ? Mời chị. Bầu nhưng không bầu. Bầu nhưng không bầu đó. Mới nói tới thích thì luôn. Mà chị không cần nói em cũng thấy chị bầu nhưng không bầu vậy đó. Có bí quyết gì em chia sẻ mọi người đi. Dạ, đầu tiên em nghĩ chắc là do cái cơ địa của em nó nhỏ. Thì lúc mà em mang bầu á, là em chỉ lên khoảng chừng 5kg thôi à. Ví dụ như em 42 cân đi, thì em sẽ lên maximum luôn là 47 cân. Là em sinh nguyên xong. Nguyên 2kg luôn. Đúng rồi, nguyên 1-2kg luôn. Mà khi mà em sinh xong á, là em bé em khoảng gần 3kg. Là em lại về ký bình thường, rồi ăn em sâu luôn. Em cũng không hiểu là có một cái điều gì mà nó kỳ diệu, cả hai em bé đều như vậy. Ôi trộm vía. Có nghĩa là mọi người sẽ nhìn em, mọi người sẽ không biết là em có bầu. Mọi người sẽ nghĩ là em hơi tròn người thôi. Nếu mà hơi thấy bụng một chút xíu, em cũng không có mặc đầm bầu. Em thường mặc áo thun rộng rộng một chút xíu. Lúc mà em đi sinh luôn á, em vô bệnh viện á, mấy cái chú bảo vệ còn hỏi em là bị bệnh gì đi cấp cứu hả? Không, nó không, con gần đẻ luôn rồi. Là có thể là người ta cũng không nghĩ là em đi đẻ luôn.
Trời. Em cũng không hiểu tại sao đó là một cái điều nó cũng khá là phi lý, nhưng mà là một phần cơ địa với một phần chỉ ăn uống gì nữa nè. Chỉ có ăn gì không? Không, vẫn ăn uống bình thường luôn á, mà em khó bị nghén. Lại thêm một người không nghén nữa. Xin vía đứa nữa đi, không tăng ký, không nghén. Trời ơi, mấy này nhãn hàng thích em lắm nè. Không có nghén nha, cả hai em bé em đều không có nghén luôn, cũng không thèm ăn gì, cứ ăn như người bình thường vậy. Một ngày á là mình sẽ phải nạp khoảng 20+ cái chất dinh dưỡng. Mọi người ăn rau, ăn cá, ăn thịt thì là mỗi loại là một chất dinh dưỡng khác nhau rồi, thì mọi người phải nạp vô. Nhưng mà em sẽ ăn theo kiểu là em hạn chế ăn quá no. Tại vì khi mà ăn quá no sẽ làm người mình nó bị mệt đó và bị sồ. Tuy là em không nghén nhưng mà em có thèm ăn cái món gì đặc biệt không? Thèm hả? Thèm có là thèm muối tiêu chanh vậy. Thèm muối tiêu chanh. Trời ơi, thèm chứ hộp vịt lộn đó là ngon quá. Đó. Thèm muối tiêu chanh, hộp vịt lộn, rau răm á. Mà thường người ta nói là con gái là sẽ thèm chua hay là thèm ngọt? Thèm ngọt. Con gái chua, con trai ngọt. Chị hai đứa thèm ngọt hết, sao ba đứa con gái kỳ ta? Kia đi kiwi đó. Em thì gà cuốn em lại thèm muối tiêu chanh. Em ăn muối tiêu chanh là không thèm ăn gì hết. Rồi muối tiêu chanh là chua hay ngọt? Chua. Là chua. Thêm miếng đường, miếng ngọt bà. Thêm muối tiêu chanh không có đường. Không có đường nha. Ăn muối tiêu chanh như vậy mà hộp vịt lột ra, em có ăn trứng ngỗng hay trứng đà điểu gì không em? Có nha. Đồ vô hà liền. Có nha. Lời nguyền. Không phải đâu. Em nghe nói là ăn sau con mình nó sẽ thông minh hả? Hay là sẽ sao đó? Em ăn 2-3 trứng á, thì em có ăn. Là em ăn trứng ngỗng. Em ăn khoảng đâu được 2-3 trứng á, là cả hai em bé luôn. Tại vì cái trứng nó ăn với muối tiêu chanh thì nó ngon thiệt chị. Má chị nói là khi có bầu con gái chúng ta cần nó ăn 9 trái. Chị mới ăn 3 trái thì ngửa nghiêng. Nghiến quá chị nghe. Trái đầu tiên chị ăn đó là kiểu trời ngon quá, hạnh phúc quá, thèm thuồng kiểu mình ăn thấy ngon nha. Chị thứ hai là kiểu cũng nghiến thôi, chào ăn giúp em nửa trái đi. Rồi chị thứ ba là nhím vô ổng ăn luôn, đính luôn, không ăn nữa. Mọi người có con gái á, là em khuyên mọi người nên ăn yến. Ăn tại yến. Vì ăn yến là sẽ rất là trắng luôn. Thì hai bé của em là em ăn yến là trắng cực kỳ và trộm vía là tóc dài, tóc nhiều. Thì em nghĩ là mẹ nào mà có con gái hoặc là chị Thanh có muốn đẻ tiếp đứa nữa thì mình... Thì cũng chia sẻ luôn với mọi người là lúc mà em mang bầu bé thứ ba thì em có hỏi chị Min đây là chị ơi, lúc mà chị bầu chị có uống cái gì không? Xong rồi cái chị mới chỉ em là má của chị có chỉ là uống thuốc bắc hay gì á. Không, một cái nước uống là... của người Hoa, em bên chồng chị là người Hoa nên uống cái công thức đó. Không có gọi là thuốc mà là vị nước uống. Thôi là nó thơm trà trà. Xong rồi cho cái hột gà luộc rồi bỏ vô giống ăn như là chà trứng của người Hoa, món chà trứng đúng rồi vậy đó. Con nói trời em ăn đi, con chị đẻ ra đứa nào mắt cũng to rồi hả, da trắng đồ lắm, xong em đẻ con em ra mắt to thiệt mọi người mà da đen. Chắc là uống dưa tới á. Đó đứa đầu tiên chị uống nhiều lắm, có biết con bé gái là má chị kêu uống nè, nước kem nước dừa với nước đó là uống cứ uống quá trời luôn. Thì bé chà ri bé trắng thiệt. Xong mình nghĩ y là không, nhiều khi con mình nó trắng sẵn làm sao. Đến bé thứ hai. Đến bé thứ hai thì uống ít hơn, con nó đen hơn thiệt. Đen hơn thiệt hẳn luôn. Vừa đẻ ra thấy nó đen liền. Nhưng mà giờ chờ nó cũng đã đỡ hơn tí xíu. Chứ hồi xưa nó đen ra thì tưởng không, nó đen thui. Nó đen. Giờ bé sinh tiện em thì nó như nước trà luôn á chị. Cái nước nó như nước trà luôn. Chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo. Xin mời. Giấu kính. Giấu gì kính? Có vậy thôi hả? Tại sao là dấu kính? Ủa vậy thôi, hashtag ngắn nhất từng luôn. Cái khoảng thời gian mà em có bầu hay là đến khi mà hai em bé nó lên 1 tuổi, 2 tuổi thì em vẫn không có công khai chuyện đó. Cái lúc mà em công khai cái việc đó ra thì bé lớn đã 2 tuổi, bé nhỏ 1 tuổi rồi. Cảm giác mà mình lúc nào mình cũng phải giấu, rồi mình đi ra đường á, ngay cả cái việc mà mình mang bầu mình cũng sẽ không có được như các mẹ khác là đi ung dung tự tại cái việc đó, mà em thì lúc nào cũng phải khum người. Cái khoảng thời gian mà em thấy là có nhiều mẹ có bầu được chia sẻ những cái hành trình khi mà mình mang bầu nó cũng khá là thiêng liêng, giống như mọi người được đi chụp hình bầu đi, những cái hình ảnh đó em thấy thì em lại không ít lựa chọn cái điều đó, thì em cũng không biết là nó có hơi thiệt thòi cho mấy em bé không, thì mình cũng không có ghi lại cái hành trình đó. Em thấy cái việc mà mình trở thành mẹ nó có những cái khoảnh khắc mà sau này tìm lại nó sẽ không có được nữa. Con mình nó đang lớn lên từng ngày, thì có những lúc mà thí dụ như bé được 3 tháng em đi cho chụp hình lần, 6 tháng chụp hình lần, 9 tháng chụp hình lần, 12 tháng chụp hình lần, thì chỉ có năm đầu tiên là em chụp rất là nhiều tại vì bé nó lớn rất là nhanh. Rồi chụp hình bầu thì chỉ có tới khi mà em sanh bé thứ ba thì em mới bắt đầu đi chụp hình bầu, mà hai bé đầu không có chụp gì luôn. Thì chị cũng giấu. Ủa sao giấu vậy? Giấu ở đây không phải là mình giấu gia đình mình hay là
mình giấu gì hết. Giấu đây là tại vì má chị nói là khi mình có bầu á mà mình nói cho người ta biết và người ta xin vía, hoặc người ta nói này cái kia, hoặc là những người mà họ không thích mình họ sẽ quở con mình đó, nên bây giờ muốn giữ cái thai em bé thiệt lớn lúc 5-6 tháng mới được công khai cho nó biết là mình đang có bầu. Mà chị tại sao chị phải giấu vậy? Thật ra thì cái việc mà em có bầu và em sinh con á là chỉ có gia đình và bạn bè người thân biết thôi, còn lại là mọi người đều không biết. Chuyện tình của em nó khá là nhạy cảm á, cho nên là cái lúc đó thì em lại không có được công khai chuyện đó ra. Mọi người hiểu cái cảm giác mà khi mà mình có bầu mình thấy người khác người lạ là mình lại phải trốn. Em cũng không hối hận vì cái chuyện đó, nhưng mà mình cảm thấy mình chưa có được đã trong hành trình mình mang bầu á, nhưng mà mình chưa được trọn vẹn cái cảm giác khi mà mình mang thai, mình đi ra đường nó sẽ là như thế nào. Nhưng mà chị là vẫn là cái người chứng kiến cái sự phát triển của con từ đầu đúng đến rồi, cuối rồi. Xong mình cũng có những cái hình ảnh của con trong điện thoại, chỉ có mình cảm nhận điều đó là em thấy cũng đã đủ rồi. Quan trọng là người mẹ thôi. Dạ. Chứ còn người ngoài thì cũng không quan trọng cho lắm đối với em. Khi mà mình giấu như vậy á, mình đi ra đường á, đôi khi mình nhìn những cái cảnh như mình cũng tủi thân. Tại vì cái đó là cái quyết định của mình mà, mình lựa chọn cái điều đó. Nhưng mà đôi khi mình cũng sẽ nghĩ tới những cái việc đó một chút xíu. Có nguôi lòng một chút xíu. Tính của em thì đôi khi nó cũng hơi bị đàn ông quá. Làm những việc nặng như một người bình thường. Đúng rồi, làm như một người bình thường, em bưng thùng hàng mà các thứ hết. Giống như cái việc mà em không có công khai được cái việc mà em có bầu thì em cũng sẽ không có thuê được người phụ em, mà em đã bán hàng online 7-8 năm nay rồi. Thì một mình em là phải làm hết cái việc đó. Em chỉ hối hận nhất là tại vì em làm việc nặng quá nhiều cho nên hai bé bị sinh khá là sớm. 36 tuần là em sinh mất tiêu rồi. Mà khi mình vừa mang thai mà mình vừa phải làm công việc một mình như vậy á, em có bao giờ em thấy áp lực bất cứ một cái vấn đề gì đó mà em cảm thấy sao mình phải như vậy không? Cái đó là do mình chọn rồi, nhưng mà từ đầu mình đã chấp nhận những cái việc đó thì mình phải chịu trách nhiệm với nó. Em lại hơi hối hận vì cái điều là mình phải làm nặng quá nhiều để mà mình sinh con hơi sớm thôi. Tại vì khi mà em sinh bé lớn á được khoảng 2,7 kg hơn, nhưng bé nhỏ được khoảng 2,4 kg là nó bé xíu luôn á chị. Em còn không dám đụng vô, có nghĩa là em sợ ẩm xong rồi rớt, tại vì nó nhỏ xíu à, tay chân bé tí tẹo à, là không có đủ được 2,5 kg để tiêm cái mũi lao luôn mà. Là nhỏ lắm, mà chỉ hơn cái là không phải nằm lồng kính thôi, em vẫn nạp được dinh dưỡng cho con để mà con không có phải nhỏ quá nhỏ để phải nằm lồng kính. Chứ em nghĩ là nếu mà các mẹ nào mà sinh tầm 1,2 kg là bắt buộc phải nằm lồng kính rồi đó. Hai bé thì không bị chăm bé sinh non rất là cực. Bởi vậy em có một cái lời khuyên cho các mẹ bỉm mà đang mang bầu là nhất quyết đừng làm nặng những cái tháng cuối cùng á. Tại vì em cũng nghĩ là ráng lướt được. Ví dụ cái ngày cuối khi mà em đi sinh á là cái ngày đó em làm việc rất là nhiều luôn. Thì em nghĩ là mọi người hay nói là mình đi lại quá nhiều và mình làm nặng á mình sẽ dễ bị sinh đó chị. Dạ, dễ dọa sanh. Phải chi cái bụng bả bự đi, bả bớt làm rồi. Mà phải chi bả cũng bớt ôm đờm đi là bả đừng có làm là cũng đỡ rồi. Đó, bởi vậy sau này là chị phải thương bản thân chị nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo. Mời chị. Bạn mẹ. Thay vì là mẹ của con thì em sẽ làm bạn của con. Em thường là như vậy, giống như em sẽ muốn hỏi con về những cái việc mà mình như những người bạn mình đồng hành với nhau á. Ví dụ em sẽ hỏi là, tại vì con là con gái, cả hai bé đều là con gái, cho nên là mình sẽ hỏi theo cái kiểu là ở trong lớp có bạn nào thích không, có để ý bạn nào để cho con nó có thể thoải mái với mình hơn. Bé đầu tiên của em là hôm trước là có hôn má một bạn nam một cái, nhưng mà nó sẽ không dám kể chuyện đó ai cho ai trong nhà nghe hết, nhưng mà nó lại kể cho em. Thế mình hỏi là ủa vậy tại sao con hôn bạn đó vậy? Dạ tại vì bạn khen con hát hay, trong lớp không ai khen con hát hay. Rồi, lại hôn bạn gái luôn. Lại hôn bạn gái. Muốn hỏi con là tại con muốn thể hiện cảm ơn bạn thôi đúng không? Là biết ơn bạn thôi. Tại vì cái ước mơ làm ca sĩ mà hát không có được hay lắm, cho nên là được một người khen hát hay thôi là đi lại ôm hôn liền. Cái đó là ước mơ tội nghiệp quá. Sao em giải thích cho con hiểu, tại vì nhiều khi con cũng là con gái. Cái việc đó thì em lại thấy nó cũng không có nên lắm á, giống như với con trai thì em giải thích cho con hiểu thì con lại ok với cái việc đó. Em thấy con cũng khá là dễ chia sẻ với em, thay vì em nghĩ em làm mẹ thì em lên làm bạn trước. Nhưng mà nếu như vậy thì nó là bạn con chứ sao bạn mẹ kỳ vậy? Bạn mẹ, tại vì hồi chị làm mẹ thì chị mẹ em nghĩ bạn mẹ. Thì ra là vậy. Còn đây em nè, em là con, em là người chủ động nè. Bên đì con trai mọi người. Lúc đó bạn bầu bì em rảnh không có gì làm không, em lên mở cam của lớp học của con em lên coi, thấy con em đang ôm một bạn gái. Ôm Chanel.
Trời ơi, xong rồi cái quay màn hình lại nó chết rồi, phải quay lại nó về mét ba nó, mét bà nội nó, mét bà ngoại nó, xong rồi về hỏi nó nè, xong rồi thấy nó ôm rồi nó nhún nhảy đường giống như là trời ơi tưởng trong vũ trường không á trời. Em chững lại em nói trời ơi, ủa mình ở nhà mình có dậy với Khánh không ta, hay Khánh có dậy với mình không, xong suy nghĩ trời ghê quá à, có khi nào nó nhìn thấy cái gì nữa, hai vợ chồng mình không vậy trời. Rồi cái ôi về xong cái hỏi là ủa con tại sao con ôm bạn đó, tại sao con lại ôm bạn đó vậy? Ừ, thì con thấy bạn học giỏi con ôm bạn, học giỏi ôm bạn mà lắc sà nẹo kiểu đó hả, làm sao vậy? Trời ơi, con học ở đâu ra con thấy ai làm cái chuyện này vậy ba Khánh? Nhưng mà chủ yếu ba Khánh ôm ai sà nẹo với ai? Thôi em chợt nhớ ra có mấy lúc mà Khánh kiểu như là xin em đi pizza rồi đi chơi đi cà phê đi nhậu rồi đó. Vợ cho đi đi mày, vợ đi mà yêu vợ nhiều bà gọi vậy thôi đó là bắt trước rồi đó. Bởi vậy mọi người phải cực kỳ cẩn thận với những hành động trước mặt con nhỏ, không nên quá khích, không nên quá âu yếm ôm ấp đồ xà nẹo này kia nha. Chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo. Mời chị. Lớn cùng nhau. Lớn cùng nhau, đúng rồi. Hashtag này dài hơn tới khi mà một chữ rồi đó. Nó có độ dài á mà tiếc quá hashtag cuối rồi. Đầu tiên là hai bạn nhỏ sẽ lớn cùng nhau trước, là tại hai bạn nhỏ nó cũng cách nhau có 1 năm mà. Là hai đứa sinh cùng tháng, đúng tháng 11 của một năm sau luôn. Cái lúc mà em mang bầu để bé đầu tiên á thì em cũng mới có 21 tuổi à. À bé thứ hai. Người càng em luôn. À bé thứ nhất, bé thứ hai cách 1 tuổi. Thì tụi mình sẽ không có thể nào mà quá trưởng thành như các mẹ đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhiều hơn. Cho nên đôi khi có những cái mà con hỏi mình á, mình cũng sẽ không có đủ cái lý lẽ để giải thích cho con nghe nữa. Đôi khi có những cái việc mà con làm em lớn hơn chứ không phải là em làm con lớn hơn nữa. Em nghĩ là em với hai đứa nhỏ hiện tại đang lớn cùng nhau, trưởng thành cùng với nhau. Dễ thương. Trong những cái lúc mà bé bé hỏi, có những cái câu hỏi nào mà chị cảm thấy ấn tượng nhất? Thì bé đầu tiên á là sẽ hỏi em là ở cái việc mà mẹ có mệt không? Mẹ livestream, mẹ bán hàng gì mẹ có thấy mệt không? Nếu mà mẹ mệt á thì mẹ đợi con nha, con ráng học lớn lớn chút xíu con sẽ đi làm cho mẹ đỡ mệt nha. Chị mới có 6 tuổi á, là chắc bằng bé nhà chị Phương Minh á, là vô lớp 1, là năm nay vô lớp 1. Trộm vía cho em là hai bạn nó, nên em cảm thấy là lớn hơn cái lứa tuổi mà của tụi nhỏ. Nó mới hiểu chuyện. Là sẽ hỏi em là cái việc mà bây giờ học hết lớp 12, chị muốn làm bác sĩ thì chị sẽ phải học mấy năm nữa? À thì em sẽ nói là học bác sĩ là phải học 6 năm nữa. Thì chị ok, con muốn làm bác sĩ. Và hiện tại là chị đi học và chị muốn được đứng top ở trong lớp thôi. Và muốn là mẹ đừng có mua đồ chơi cho con nữa, không mua gấu bông luôn, mẹ để tiền ở đó mẹ mua sữa cho con uống thôi, để cho con thông minh, để cho con học giỏi. Có cái câu chuyện này là mình thấy con mình khi trưởng thành mình thấy cũng thấy nó tội nghiệp á, nó còn quá nhỏ mà nó lại hiểu chuyện đến như vậy á, thấy cũng tội nghiệp. Có một lần giống như là nó bệnh mà mình thì bận, con chỉ nói kiểu là không, con không có đau, đang bệnh luôn á, không, con không sao hết, mà ăn không nổi, ngồi không nổi luôn, mà mình hỏi thôi mà không có đau không, con có bị sao không? Thì bé nói là không, con không sao đâu, đừng có lo. Trời ơi, con không đau. Nhưng mà mình cảm thấy là lúc đó nhìn bé đau lắm rồi phải không? Có nghĩa là mình nhìn, nếu là mình á, mình rất là đau luôn, có nghĩa là mình đang sốt rất nặng, mà mình không, mình hỏi con mình, con mình nói là không, con không sao đâu, má đừng, má biết đừng lo cho con vậy á, mà ăn không nổi, không ngồi nổi luôn, mà biết nói gì đó. Chắc là thấy chị đang bận quá. Sao mình bận là mình mới quan tâm lo lắng. Đó là một lần nhớ tới là chị xúc động. Mình nhớ cái hoàn cảnh đó. Thì lúc đó thật sự là mình bận á, mình thật sự mình bận quá, mình phải đi làm kiếm tiền, không có chăm con được, nên mỗi lần nói gì đó là mình thấy có lỗi. Xin lỗi mọi người, tự nhiên Tết cứ tự nhiên. Là để mình có thể lắng động lại, mình suy nghĩ về những đứa con của mình. Những đứa con là giống như là thành quả mình tạo ra, nhằm những đứa bé đó ngày càng lớn lên nó nhìn thấy những cái sự yêu thương của mình và nó biết đáp lại mình bằng cái sự hiểu chuyện. Đôi khi mình không muốn nó hiểu chuyện như vậy luôn, mình muốn là con ơi, con bị cái gì cứ nói với ba mẹ, hay là con cứ chia sẻ đi, con đừng có quá hiểu chuyện. Tại vì những đứa bé hiểu chuyện rất là đáng thương. Có nhiều khi ý là cũng là cherry luôn á, có nghĩa là nhiều khi mình đang làm việc cái bé quậy quá làm đổ bể đồ á đó, cái mình cũng la, tại thật sự mình đang bận, mình có những cái lúc mà mình cũng hơi bị khó chịu trong người á. Cái lần sau bé đi cái bị chạy cái té,
từ đứng dậy luôn, thấy chỉ máu luôn. Con không sao hết. Con không đau gì hết, không sao. Chị biết tại sao mà Cherry có cái tính đó không? Tại vì đã phải làm chị đều quá sớm, dạ. Làm chị từ thì quá sớm. Bé gà của em cũng y chang vậy, làm chị quá sớm. Cho nên là đôi khi có những cái mà nó phải giữ lại để nhường cho em. Cho nên nó sẽ hiểu chuyện hơn. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần mà ông bà nói là ôi con nhường cho em đi là chị không chịu là vậy đó. Tại vì nó quá thiệt thòi rồi. Trong khi là mới có 3 tuổi thôi, chị có bà một bé khác, một bé nữa thì tự nhiên mình lúc nào phải ẵm như nè. Nhà chị chia ra cũng nhiều người nên nhiều khi cũng muốn ẵm Cherry để Cherry không bị tủi thân. Nhưng mà biết là Cherry cần mình hơn là cần mọi người. Nhưng mình không có nào ẵm được hai đứa vậy đó, thấy cũng rất là tội nghiệp. Mình cũng đặt hoàn cảnh của mình vô. Nếu mình như vậy mình sẽ rất là tủi thân á. Nên thấy nó hiểu chuyện, thấy thương lắm. Nhờ cái hashtag này mới cảm thấy là thật sự nó rất đúng, đúng với mọi người mẹ luôn á. Tại vì khi mà mình chưa lấy chồng, mình vẫn là một cô gái rất là vô tư vô lo, kiểu là người vô lô luôn á. Mọi thứ cái gì mình cũng ok tới luôn, bác tài ơi cái vậy. Nhưng mà sau khi có con xong, cảm giác mình đang lớn cùng với con, cứ mỗi ngày mình sẽ trở thành một người phụ nữ gọi là biết suy nghĩ nhiều hơn, hiểu chuyện nhiều hơn, trưởng thành chín chắn hơn. Trời ơi, em quên mất tiêu hồi xưa mình đã từng trẻ trâu như thế nào luôn. Thật sự em đã không còn nhớ được cái hình ảnh hồi xưa mình, tại sao mình trẻ trâu dữ như vậy luôn rồi. Tới bây giờ mình phải trở thành một người mẹ để mà lo cho các con. Nó thật sự hashtag này rất là đúng với mọi người phụ nữ mà em đã gặp trước giờ. Ai làm mẹ xong cũng khác liền, khác hẳn luôn. Nhưng mà khi mình có nhiều con á, mình biết cái niềm vui mỗi lần dịp Tết về là gì không? Tiền lì xì. Đó thì đó cũng là một cái chủ đề mà hôm nay muốn đề cập với các chị đây. Đó là đau đầu chuyện lì xì. Em sao? Em không thấy đau đầu, tại vì em là người được lợi nhiều nhất. Lúc chưa đẻ kìa, lúc em mới lấy chồng á. Mới lấy chồng thì lúc đó em cũng có bầu luôn rồi. Thời đại hồi xưa thì lì xì nó giống như là một cái mừng tuổi thôi. Nhưng mà về sau này khi mà em lì xì cho các bé nhỏ thì mấy bé rút ra nhìn lẹ quá và sau đó đổi ngoắt thái độ với em. Cảm thấy là không biết bao nhiêu là đủ ha. May mắn thôi, nhưng mà con bé đó quan trọng mà xuất. Chưa cảm ơn cô nữa mà đã vậy. Dạ, may mắn này hết. Mấy nghe em đông con đông cháu không, nhà gì đông lắm. Xì lại cho nhà tụi mình ta cũng mệt vậy chị. Double, như nhà mình là double, như nhà Thanh là nhân ba luôn. Em là năm luôn á, hai vợ chồng với ba đứa con là năm phong bao lì xì. Người ta nhìn tới mặt em, gia đình em thôi là người ta bắt đầu thay đổi sắc mặt liền. Nhà nó tới rồi hả? Còn em là khi mà em chắc hai bé đi gì đó rồi mọi người lì xì có nói cái gì không em? Không biết là bé mọi người sao. Có một bé qua nhà mình chơi, cái móc tiền lì xì, cái mình coi cảm ơn cô đi con, hai đứa được mà. Cái vô đây mẹ. Lấy lượt mình kiểm tra tiền. Tại vì nó chưa kiểm tra tiền mà. Chết rồi, tới 500 lượt mà hai đứa 1 triệu. Vô trong móc ra lì xì nhét vô 1 triệu. Mừng tuổi lại con nha, con mau ăn chốn luôn. Đầu quê trốn luôn. Trời ơi, tại mình tới hai bé mình cũng ngại khi vấn đề mình cũng đặt nặng à. Khi mình bị như vậy á là phải quê vốn, vui vẻ hoan hỷ đó. Mà ai càng lì xì nhiều chị càng áp lực nhiều. Không biết mọi người sao. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mọi người khác lì xì cho mình á, họ cũng không có quan trọng việc là họ sẽ nhận lại được bao nhiêu đâu. Tại vì Tết cũng là để vui vẻ mà. Tình lì xì em cũng nghĩ là nó may mắn thôi. Chị cũng đừng bị áp lực cái tiền nhiều. Nghĩ nhiều quá. Đúng mình rồi. Mình gom của con là đủ rồi. Nè, giống em là mỗi lần mà vừa cái mùa Tết xong một cái là cái giỏ của em nó đầy nhóc luôn vậy nè. Mà không biết giờ con mình lớn đâu, mấy em có kiểu là hồi xưa là một kiểu để mẹ giữ cho. Còn bây giờ không? Không, mỗi đứa một con heo bỏ vô. Không đụng vô nha. Mấy đó là mấy bé con biết gì nè. Con á là con tính mua cái đó, bây giờ con sẽ để dành tiền vậy đó. Đưa tiền con giữ cho. Con tự giữ được rồi. Tự giữ. Cái đó nó bây giờ là có heo đất hết đó, kể từ đó xuất hiện con heo liền. Hồi xưa là mình giữ, bây giờ là con heo giữ. Nhưng mà tính ra là mình lỗ nha chị. Đúng rồi, lỗ mình lỗ đó. Mình lì xì cho mấy bé khác xong rồi con mình thu về, con mình bỏ vô ống heo, tính ra là mình lỗ đó. Đúng rồi, nhiều khi gì cũng vậy đó. Không biết mọi người có sao. Cũng áp lực mà tiền cũng mà lấy phí một xíu. Phí mỗi đứa cỡ 20%. Phí quản lý. Chị là ông chị bỏ vô ống heo cho đến lúc đi học đó. Con biết sao không, ba mẹ đi làm cũng cực khổ, mua tả mua sữa con hết rồi. Bây giờ cái tiền này nè đó, bây giờ ba mới sẽ lấy ra, ba mới đóng cái tiền học cho con nha. Con muốn học nhảy không, con muốn học anh văn không, con cứ muốn học gì em không giống vậy đó. Đắp vô. Nhưng mà cũng thiệt không có nhiều mọi người. Lì xì là để vui vẻ nhau thôi, mừng tuổi này nọ thôi. Ví dụ như mà em có con sẽ nói là người ta mà lì xì cho mình đừng có mở ra coi. Đúng liền rồi. Tại chỗ cho con.
rất là khiếm nhã cho con ơi. Thì chị cũng nói con ấy, cái này là kiểu mình lấy may mắn thôi. Tại vì mấy bé chưa biết xài tiền cũng không biết là bao nhiêu hết. Cô chú cho con bao nhiêu con cũng phải cảm ơn cô chú hết. Rồi tiền cô chú làm cực khổ lắm ấy nha con. Nhà em hài lắm, hai bé thì ví dụ lì xì có một bé mình dẫn một bé đi thôi. Thì dạ còn chị hai con nữa. Đúng rồi đúng. Còn bé đó nha. Giới thiệu luôn à. Dẫn mỗi cuốn đi thì cuốn này nó chậm biết là nó sẽ lanh lẹ hơn bé gà chút xíu, bé gà là hơi hiền. Dạ con còn chị hai con nữa. Là xong rồi cái người ta cũng phải móc hai đưa hai bao. Dạ con cảm ơn cô chú xong được mẹ ơi mẹ. Là được, không có cần được coi đó, để hết. Huấn luyện hai đứa con em không? Nhớ là phải giới thiệu nha, giới thiệu là mình còn hả hai đứa em, mình còn hai anh chị. Không, hai đứa con chị được cái là thấy cô một cái là hai đứa xuất hiện đều luôn, đứng cái bên luôn. Lấy xong rồi cảm ơn cô chú một cái là bà mấy ơi gì đó, bà má ơi gì đó. Nhưng mà để hồi tưởng là một chút xíu em xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện là hồi xưa em cái mỏ em còn hổn lắm, lúc đó em gần như khoảng cỡ lớp 8 hay là lớp 7 gì đó. Xong rồi mẹ em có ra một cái quy định là mỗi lần mà Tết xong là tiền lì xì đứa mẹ giữ nha. Em rất ấm ức với cái điều kiện này. Em cảm thấy là những cái công sức mà em đi chúc Tết nó coi như là đổ sông đổ biển rồi, không được cái gì hết trơn đó. Xong rồi cái bữa đó có một cái cô kia cũng là thuộc hạng gọi là đại gia, còn cổ qua cổ lì xì cho em đó, mẹ em vui lắm. Xong mẹ em kêu ra chúc Tết cô đi con. Xong rồi cái cô đó cũng đưa lì xì trước mặt em, nói là chúc Tết cô đi con đó. Dạ cô ơi, con có chúc Tết hay không thì lì xì cũng thuộc về mẹ con, có gì cô nói mẹ con chúc Tết giùm nha. Thôi trời ơi gan ghê, không biết sao dội hồi đó gan dễ sợ, nói hồi thôi thiệt luôn, mỏ hổn quá luôn rồi, nó phải là vì vật chất mà quyết định ý thức đó chị. Xong rồi cái mẹ qua sang tát mà em cái bớt, trời ơi em mùa Tết luôn, em mất luôn mùng một, sang chứng tâm lý liền, em mất luôn mùng một luôn, khóc từ trưa tới tối luôn. Mẹ em kêu tao không kiên cử gì nó luôn, tại cái miệng mày đáng bị đánh. Trời ơi tại em quá trời bởi vậy, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hổn thiệt. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi cô, xin lỗi gia đình dòng họ, ngày hôm đó con đã để cho gia đình mất vui. Dạ ngày hôm nay rất là vui vì sự có mặt của chị Cindy Lư và sự đồng hành của chị Phương Miên. Em cũng có một món quà nho nhỏ, muốn lì xì tới hai chị đó. Nãy giờ em có nói rồi nha, lì xì là vui vẻ đôi bên nha không, không cần biết là giá trị bao nhiêu nha không. Em xin gửi tặng chị một voucher điện tử trị giá 500.000 áp dụng mua sắm online tại emshop247.com. Quà tặng đến từ Emshop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm các sản phẩm chính hãng, uy tín chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, nhà cửa. Emshop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Quà tặng dành cho mỗi người tham gia là một gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7.500.000 đồng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần, lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Chết rồi, giờ mình không có cái gì mình lì xì lại nè. Hai chị dành thời gian tới đây cho em là đã lì xì cho em rồi, tại vì em mời không ít ai tới lắm. Ủa gì vậy? Đó, ê, cái đó nên coi lại mình không ta? Cái đó có nên coi lại mình không ta? Nói giỡn á, thật ra hai chị tới đây là một cái niềm vui và niềm hạnh phúc lớn đối với em, đó là một sự lì xì đối với em rồi. Còn sau chương trình này em có gửi số tài khoản thì hai chị muốn chuyển nhiều chuyển nha. Trời ơi, thà thẳng tính luôn ha. Tính hả? Mới đến vui hay đến buồn. Dạ vâng, thời hạn thì cũng đã hết rồi. Chương trình Hội Chị Làm Mẹ tới đây là đã kết thúc. Cảm ơn chị Phương Miên, cảm ơn chị Cindy Lư. Và chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và được phát lại trên cổng thông tin Net Lớp. Còn bây giờ Thanh Trường, Phương Miên, Cindy Lư xin chào và hẹn gặp lại.